Sau khi kiểm tra được tất cả những cái chất dinh dưỡng mình đã nạp vào trong hôm nay thì hôm nay mình thấy là mình đang thiếu omega 3 và D3K2, nên là trước khi đi ngủ mình sẽ nạp hai cái chất này. Và nếu mà đã là thực phẩm bổ sung ấy thì nó chỉ nên dừng ở đúng cái định nghĩa của nó là bổ sung. Thế thì sau khi một ngày mình ăn tất cả những cái thức ăn thật ấy, thực phẩm thật ấy, thịt, trứng, cá, thì mình thấy mình thiếu hai cái chất này nên là mình sẽ nạp vào trước khi đi ngủ. Yes. Mình sẽ dành ra 5 đến 10 phút mỗi ngày để massage những cái nhóm cơ chính trước khi đi ngủ. Một trong những sai lầm lớn nhất hồi mình vẫn còn đi học đó chính là đánh giá thấp chất lượng của giấc ngủ. Thì đối với mình ý, mình massage những cái nhóm cơ rất là cơ bản thôi. Hai bên đùi, hai phần sau cổ. Và đôi khi nếu mà hôm nào mà mình đi bộ nhiều quá thì mình sẽ massage thêm lòng chân nữa thôi. Các bạn chú ý khi mà dùng súng massage ấy, mỗi một nhóm cơ chỉ tối đa trong vòng 1 phút thôi, không cần nhiều. Và mình cũng đã để link của chiếc súng massage mình đang dùng ở trong video này rồi nhé. Hy vọng sau video này các bạn có một sức khỏe tốt hơn và một giấc ngủ chất lượng hơn.